Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến kênh kẹo chì của shop kẹo chì Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng thì trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thì thanh toán, kẹo bên nhà em là không kiểm, không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi chỗ khác tham khảo và trải nghiệm dần. Thì tiền nào của đấy, hàng rẻ thì chất lượng nó sẽ kém và hàng đắt thì chất lượng sẽ tốt, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em sử dụng những cái mẫu dòng nào đấy chơi ngon, hàng chuẩn, chất lượng như thế nào thì tùy theo anh em. Thì hôm nay giới thiệu trực tiếp cho anh em tất cả mẫu kẹo chì, váy dài hoặc là mô tờ chuyên để bắn gió, chống gió luôn cho anh em. Thì bây giờ thì những cái mẫu mà anh em dễ căn chỉnh thì là hàng lấm là dễ căn chỉnh hết rồi. Đấy, thì anh em xem thì bỏ ra 1-2 phút ấn đăng ký kênh, like video, đổi lại bình luận giúp em. Thì và anh em thì hôm nay cũng dưới chương trình khuyến mãi là tặng kèm cho anh em cái chân văn lạp nha anh em nhé. Thì mỗi khi anh em mua một cái kẹo đều tặng cho kèm cho anh em một cái chân văn lạp, nếu chân văn lạp của anh em hỏng đấy, chân văn lạp một chiều anh em nhé. Thì cái này thì tùy theo cái chương trình khuyến mãi, anh em mà xem được khuyến mãi thì này ấy, thì cứ nói luôn là tôi muốn mua một cái kẹo tặng kèm một cái chân văn lạp đấy, một chân văn lạp một chiều tặng quà, tặng ngay cho anh em khi anh em mua kẹo chì. Và thứ hai nữa là em sẽ giới thiệu trực tiếp vào những cái mẫu kẹo chì, như ví dụ váy dài những cái dòng như thế này thì là có độ chống gió rất chị tốt, mà chuyên chơi cành cho cành crop men, loại này thì không bị kén gió và chất lượng nó đảm bảo luôn cho anh em. Dòng này thì chơi rất chi là sướng, dòng này full luôn cho anh em từ 4.5 đến 640 đấy, hàng này chỉ nhập khuôn nhập nên anh em yên tâm về chất lượng và sản phẩm anh em sử dụng đấy. Thì cái hàng váy dài là anh em chơi nhiều rồi, anh em biết rồi là chất lượng khá ok. Và thứ hai nữa em giới thiệu luôn cho anh em mẫu motor 4.5, 5.5, 5.52, 5.54, 6.35. thì hàng motor này thì cũng độ lượng chống gió rất chỉ tốt, mà căn chỉnh như lấm luôn, độ ổn định rất chỉ là cao. Dòng này như những cái dòng mà em giới thiệu luôn cho anh em này, dòng này chơi cực kỳ ngon đấy. 4.5 này, 5.5, 6.35 có đủ luôn cho anh em tất cả các size, giá là rất chi là hợp lý, hời luôn cho anh em. Đấy, đây là motor 6.35 này. Đấy, những cái dòng này chơi cực kỳ sướng này. Đấy, mà dễ căn chỉnh, lấm là hàng lấm và motor này hàng là dễ căn chỉnh nhất. Đấy, và độ ổn định sẽ cao. Đấy, cứ bơi bem luôn anh em, tầm 90m là chuyện bình thường. Thì giới thiệu sơ qua cho anh em như vậy. Anh em mua hàng thì trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nếu bên em là kẹo không kiểm, không xem hàng, xin chào em, gặp lại.